nữ chính 2K3 gây sốt đông đảo, Phở và Piano chưa từng hợp diễn xuất. Phim lịch sử Đào, Phở và Piano bỗng gây sốt thời gian gần đây khiến danh tính nữ chính được đông đảo khán giả săn lùng. Đó là Cao Thùy Linh, sinh năm 2003, một gương mặt hoàn toàn xa lạ với công chúng. Thời điểm casting cho vai diễn này, Thùy Linh vẫn đang theo học ngành Digital Marketing tại cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội. Thùy Linh đến với vai nữ chính này một cách rất bất ngờ. Cô chưa từng học diễn xuất hay tham gia dự án phim ảnh sân khấu nào nên khi biết đến phim, cô chỉ định thử sức casting một vai diễn nhỏ hoặc vai quần chúng. Nhưng Thùy Linh đã vượt qua hàng trăm gương mặt để trở thành cô tiểu thư Hà Thành tên Hương trong Đào, Phở và Piano. Trong phim, Thùy Linh cũng phải vượt qua thử thách với một cảnh nóng cùng bạn diễn Doãn Quốc Đâm hơn 15 tuổi. Cô tiết lộ ban đầu, đàn anh Doãn Quốc Đâm tỏ ra khá lạnh lùng và khó gần. Hai anh em ít trò chuyện ở phim trường. Khi quay một số cảnh tình cảm ở cuối phim, cô và đàn anh tâm sự nhiều hơn để kết hợp ăn ý. Ngoài đời, Cao Thùy Linh khá kín tiếng trên mạng xã hội, cô hiếm khi đăng tải hình ảnh cá nhân ở chế độ công khai. Nữ sinh gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh lịch, dịu dàng. Cô sở hữu gương mặt khả ái, làn da trắng mịn và vóc dáng mảnh mai như nét đẹp của thiếu nữ Hà Nội ngày trước.